Anh Phong là người ở đâu? Anh người ở Tiền Giang, huyện Cái Bè. Góc này nó cũng chèm chèm gần 300. 300 đó hả? Dạ. Mà nó có cò chữ C rất là đẹp. Dạ. Đẹp ghê ha. Cái này là 450. 450. Dạ. Cái này 300 triệu. 300 triệu. Một phân một cốt dốc ngọn luôn các bạn. Mình qua quay mé lên đây. Dạ lên đây. Khủng chưa? Quá trời, quá đất. Cặp Nguyệt Quế các bạn ha. Giang tay luôn anh. Đó. Bông nó đẹp không anh? Bông này nó 8 với 12 cánh. 8, 12 cánh dạ. Hả? Ồ dữ vậy ta. Giờ mới lá khủng khiếp lá không? Dạ, lá to ghê. À. Cây mai vàng này anh có chào giá công khai giao lưu được không anh Phong? Cái này giá công khai nó là 45 triệu. Dạ, 45 triệu. Rất là hợp lý. Quá trời quá đất rẻ. Có 45 triệu à. Hoành nhiêu anh nói lại giùm em cái. 58 hoành. 58 hoành. Đế đẹp luôn. Dạ, đàn dù có được nhiêu anh? Đàn dù này khoảng 4m. 4m, mỗi bên 2m các bạn. Xin chào quý vị và các bạn khán giả trên kênh Vùng Đất Rồng nha. Hôm nay thì kênh Vùng Đất Rồng đang ở công viên Bà Rịa quý vị các bạn. Ở đây có một cái gian hàng của anh Phong. Dạ chào anh Phong nha. Dạ. Anh Phong ơi, em thấy cái gian hàng của anh có hai cái cây me keo đẹp quá. Mấy cái cây này anh Phong anh tạo tác từ lâu chưa anh? Cái này anh cũng mới mua lại của anh em bạn. À dạ. Thì anh biết cái thời gian mà để tạo tác ra hai tác phẩm này nó được bao lâu không anh Phong? Cái này nó khoảng 5 năm anh. 5 năm á anh. Dạ. Dáng này mình kêu là dáng gì anh? Cây này là cây siêu phong. Siêu phong. Dạ. Đây nó có cái bệ đế hay quá nè. Dạ. Hoành cái gốc này có nào anh đo thử chưa? Gốc này nó cũng chèm chèm gần 300. 300 á hả? Dạ. Mà nó có cò chữ C rất là đẹp. Dạ. Đẹp ghê ha. Anh bồng qua bên kia đi, anh bồng qua bên kia anh đứng, khán giả người ta dễ hình dung hơn. À, đã không? So với người đó nó quá bé nhỏ luôn phải không? Dạ. Anh ở dưới em thấy có một cái tác phẩm điêu khắc này là liền đây khói. Đây là cốc ngậm đồng tiền. Liền khói luôn hả? Dạ. Oh, liền hay. Khói luôn. Hay ha. À. Trời đẹp ghê. Nghệ nhân nào điêu khắc cái này anh? Anh có biết không? À, nghệ nhân này là có anh Toàn. Ủa anh Toàn điêu khắc hả? Dạ. À anh Toàn rất là hot ở trên kênh em đó. Hai cha con anh Toàn đúng không? À. Ngày nay anh Toàn mới làm bóng lại những cái mặt lũa lại. À cái này là của anh Toàn làm luôn. À anh Toàn mới vừa làm xong. Dạ tiếc là cơm đến hay trễ anh Toàn ảnh về rồi các bạn. Đây cái con cốc ngậm đồng tiền hay mình còn gọi là con thiềm thừ á. Một tác phẩm của anh Toàn. Là một trong những cái nghệ nhân rất là hot ở trên kênh Vùng Đất Rồng quý vị các bạn ha. Đã chưa? Rồi bên đây thêm cây nữa nè. Cây này thì hình như nó nhỏ hơn cây trước đúng không anh? Cây nhỏ hơn trước. Mỗi dạ. Cây nó có một cái vẻ đẹp của nó. Dạ. Trời ơi, hai cây này mà anh chở đi chợ là anh chở từ đâu lên đâu đây anh? Cây này anh cũng thu mua từ Bà Rịa Vũng Tàu mình. À. Của anh em nhượng bộ lại. Dạ, vậy là hai cây me keo này xuất phát từ Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Anh Phong là người ở đâu? Anh người ở Tiền Giang, huyện Cái Bè. Dạ, vậy là vườn anh Phong ở Cái Bè, Tiền Giang. Anh có hay lên Bà Rịa Vũng Tàu tham dự hội chợ không? À, anh cũng đi thường lắm. Dạ. Mỗi lần tổ chức hội chợ thương mại là anh đều có mặt hết. Dạ hả? Có duyên với Bà Rịa Vũng Tàu ha. À. Ngoài hai cái cây này ra thì em thấy cái trang hàng của anh cũng còn rất là nhiều nè. Dạ. Riêng đặc biệt hai cái cây này thì em cũng thấy rất là ấn tượng. Thì không biết là anh Phong có muốn chào giá công khai trên kênh để giao lưu luôn không? Hay là muốn giữ giá bí mật rồi ai quan tâm thì sẽ comment ở dưới? Cũng giá công khai cũng được anh. Dạ, anh muốn chào giá công khai luôn hả? Dạ. Dạ. Như thí dụ như cây bên đó là bao nhiêu? Như cái này là 450. 450. Dạ. 450 triệu đúng không anh? Dạ, 450 triệu. Dạ, còn cây bên này? Còn cây này 300 triệu. 300 triệu.
là hai cây là tổng cộng là 750 triệu. Rồi nếu mà người ta lấy hai cây cùng một lúc thì anh có bớt không? À, còn số lượng cho anh em ở đây anh Phong anh có hai cây nguyệt quế của anh Phong đúng không anh Phong? Dạ có ạ. Dạ hai cây này thì thấy khủng khiếp quá anh Phong. Dạ cái này ở với chủ nhà là sửa năm nay cũng khoảng 20 năm rồi. 20 năm cái cành này là 20 năm. Dạ. Một thân một cốt gió ngọn luôn anh hả? Dạ. Cái này cao được nhiêu anh? Cái này nó khoảng 5 mét. 5 mét. Từ mặt đất lên tới đỉnh đọt là 5 mét. Dạ, hoành anh có nhớ bao nhiêu không? Hả? Hoành gốc anh có nhớ hoành bao nhiêu? Hoành này nó 85 hoành. Dạ, 85 hoành cái gì các bạn? Tuổi đời chắc cũng lớn dữ à. Cây này tầm nhiêu năm tuổi anh đoán được không anh Phong? Cây này nó khoảng 40 năm. 40 năm tuổi. Dạ, một cặp nguyệt quế luôn các bạn. Bên đây cây nữa nè. Này nó cũng xem cây bển hả anh? À cây này nó hai cây nó cũng tương đối với nhau. Dạ. Mà cây này cái bộ chân nó rất là đẹp hơn cây kia. À. Đế cây này đẹp anh ha. Đế đẹp. Thân sắn độc. À, một thân một cốt dốc ngọn luôn các bạn. Qua một quay mép lên đây. Dạ lên đây. Khủng chưa? Quá trời quá đất. Ê anh Phong vô đứng chính giữa em quay cho khán giả ta dễ hình dung anh giang tay ra. Cặp nguyệt quế các bạn ha. Giang tay ra luôn anh. Đó. Cặp này quý vị các bạn nào quan tâm thì lấy về trồng hai bên cổng ha. Tuyệt vời luôn. Rồi mình còn những cây nào nữa anh Phong? Trong đây nó chúng cũng còn một số cây mai rồi. Dạ cây mai, mai vàng, vàng này của anh hả? Dạ. À, cây này tàn dù cũng đẹp quá nè. Dạ dạ. Cây này hành gốc được nhiêu anh? Nó 58 hoành. Dạ 58 hoành. Thân co lắc uống lượng cũng đẹp anh Phong ha. Dạ dạ. À, bông có đẹp không anh? Bông này nó 8 với 12 cánh. 8 12 cánh dạ. Hả? Ồ dữ vậy ta. Giờ mới lá khủng khiếp lá không? Dạ lá to ghê. Nè à. Chỗ này nó có mấy cái co tự nhiên đẹp quá ha. Dạ dạ. Nó cũng già cây dữ á. Cây mai vàng này anh có chào giá công khai giao lưu được không anh Phong? Cái này giá công khai nó là 45 triệu. Dạ 45 triệu. Rất là hợp lý. Quá trời quá đất rẻ. Có 45 triệu à. Hoành nhiêu anh nói lại giùm em cái. 58 hoành. 58 hoành. Đế đẹp luôn. Dạ đàn dù có được nhiêu anh? Đàn dù này khoảng 4 mét. 4 mét mỗi bên 2 mét các bạn. Đó tay chi cành ở đây cũng to to lực lực cổ nè. Co lắc tự nhiên ha. Quý vị các bạn nào quan tâm thì comment dưới để lấy thông tin của anh Phong nha. Bên đây anh cũng có nguyệt mai chiếu thủy ha. Mai chiếu thủy. Dạ. Mai chiếu thủy cũng cả trăm hoành dữ dằn dữ trăm hoành đó nè. Bên đây gốc nè. Đây mới gốc bonsai mới vừa rút chân cành lại. Vừa xả tàn luôn. Dạ. Trời ơi. Ở đây cây mai này của anh luôn hả? Dạ. Đang làm tàn bay hả anh? À đang tàn. Cái dáng bằng trà. Dạ dáng bằng trà. À. Bên này thấy của anh không? Cái này có anh em bạn cũng địa phương. À anh em bạn luôn hả? Ở thì sơ sơ cái gian hàng của anh Phong. Cái gì các bạn nào quan tâm thì cứ comment dưới để lấy thêm thông tin số điện thoại của anh Phong để liên hệ trực tiếp với lại anh Phong nha. Rồi em cảm ơn anh Phong nhiều nha. Dạ dạ cảm ơn tôi đây. Dạ bye bye anh.